ngoài nhá, đừng đi trong. Cái này chắc chưa? Chân này chắc chưa? Cái này chắc vào đi. Đây, rút cái chắc này kìa. Chắc bên em rồi, rút sổ vô chỗ chân giòn đây này. À đó rồi, mắt nó rồi, nó rút vô mà. Hả? À? Chân giòn nó tục thôi chứ còn. Mới tên chân giòn như lấy vừa đấy. Lâu ngày lắm quá. Anh mới về. Đây. Quay gửi cho ông già cái này hỏi. Hôm nay qua ông bác có vừa về đó. Về hả? Vừa cuối đoán bên vô. Chơi bên gạch hả?